đều luôn, 11.3 ampe. Rồi, xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì các bạn có thể thấy được chúng tôi tiếp tục về được một chiếc Elemax SH3900X. Hôm trước thì muốn quay một cái video test thử cái con Elemax 3900 này cho các bạn xem, vì rất nhiều bác thắc mắc là những cái dòng Elemax 3900 này không biết tải của nó là bao nhiêu ampe. Do đợt này, đợt vừa rồi ấy, vào những cái đợt nắng nóng thì mình cũng không có quá nhiều máy và sẵn máy nên không thể test được tải ampe. Hôm nay thì có chiếc Elemax 3900 này vừa mua được thêm và chúng tôi sẽ test tải chiếc này cho bạn xem. Bình thường mình tải những con Elemax SH2009 hay là Homico EHM 2009 thì nó sẽ rơi vào tầm 9 ampe. Elemax SH2009 tầm 9 ampe, 3002 chỉ rơi vào tầm 9 ampe thôi. Hôm nay thử lên con 3009 xem được bao nhiêu ampe, liệu nó lên được 10 ampe không nhá. Dòng 2009 thì công suất của nó là 2.0, 2.6, 2.4 kVA. Dòng này thì là 3009 thì mã của nó là 3009 thì công suất của nó là 2.8 kVA và 3.3 kVA công suất dự phòng nhá các bạn nhá. Made in Japan này. Đó, dòng này thì sử dụng động cơ Honda GX200. Máy khá đẹp, mới, khung sườn không mối mọt. Dòng này thì đỉnh rồi. Rồi, với cái mức giá hiện tại bây giờ trên thị trường, con 3009 này nó khá là cao, các bạn sẽ phải bỏ ra 24 đến 25 triệu nếu các bạn muốn sở hữu một chiếc máy mới đập thùng. Nhưng với những chiếc máy như thế này thì các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng một nửa số tiền. Các bạn mua thời điểm này nó rơi vào tầm ra nửa tiền các bạn nhá. Rồi ok, bây giờ chúng tôi sẽ test thử sục muối để cho các bạn xem tải công suất của nó như thế nào, được bao nhiêu A và liệu có thể liệu nó có được như các bạn kỳ vọng hay không. Đấy, tiếng máy khá là êm ái. Dù như anh em để lên những cái lốp như thế này thì nó sẽ không rung. Có cần ai rung không em? Sợ vào tải rồi không? Rồi ok, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một cái xô nước có hòa muối vào và chúng tôi sẽ test cho các bạn xem. Máy này các bạn thấy không? Đặt lên lốp chạy nó cảm giác nghe tiếng lì luôn. Vì khi máy chạy nó sẽ rung và nó đặt lên lốp này thì nó sẽ đỡ hơn. Đây, chúng tôi sẽ đo cho các bạn xem. Đồng hồ mới cứng luôn, vừa mua. Kyoritsu. Rồi, đang sục ampe đang lên cao dần. Các bạn nghe thấy gì không? Đù lì luôn. Rồi, để 11 ampe đây em. Đây là hơi cao rồi. 11.5 ampe các bạn nhá. Này, máy chạy vẫn êm luôn nhá. Cho lên 13 ampe thì ạc chết luôn các bạn ạ. Đây, em chỉ để cho anh khoảng tầm 11 ampe đây. 11 hơn 11 A đây. Nữa. Rồi, đúng. 11.3 là ổn luôn. Rồi, đúng. Ok, 11.6 này. 11.5.6 nhá, đều dòng nhá các bạn nhá. Em cố giữ cho anh này. Máy chạy vẫn ổn nhá, không bị dê máy nhá các bạn nhá. Này, để trên lốp này vẫn ok. Tiếng máy khá là êm khi mà sử dụng cái bô giảm thanh nhỏ. Đều luôn, 11.3 ampe. Rồi. Rất đều máy. Rồi ok em. Đấy các bạn thấy không? Máy chạy rất đều rồi. Tiếng nghe khá là êm. Và đây không phải là tự nhiên, nó là một trong những cái huyền thoại trong tất cả các dòng máy phát điện. Tắt đi em. Các bạn thấy không? Không phải tự nhiên Elemax 3009 EX và 3002X nó là một trong những cái huyền thoại dòng máy phát điện. Ngày xưa ấy thì cái model 3002 được chuộng hơn, bởi vì ngày xưa cái việc sử dụng điều hòa nó không quá phổ biến. Còn bây giờ thì điều hòa thì gia đình nào cũng có, và khi mà mất điện nắng nóng thì đa phần ai cũng muốn chạy được một cái điều hòa để đề phòng, ví dụ có con nhỏ hoặc người già không chịu được nắng nóng thì các bạn sẽ chạy một cái điều hòa để cho giải quyết cái bài toán về thời tiết, hoặc là khi cả gia đình vào một cái phòng đấy ngủ tạm chẳng hạn, như thế để giải quyết những lúc mất điện. Thì bây giờ 3009 là một trong những cái mẫu máy mà được săn lùng rất là nhiều bởi vì nó có thể chạy được điều hòa 12.000 BTU. Rồi, các bạn có thể thấy được 11 ampe thì con 3002 mình nghĩ nó chỉ rơi vào tầm của 9 ampe thôi.
11A là một trong những cái mình nghĩ là cái công suất khá là ổn để chạy những cái dòng máy 12.000 BTU mà giống như Vector nhá bạn nhá. Cơ thì nó cũng khá là căng đấy. Rồi một lần nữa thì các bạn nếu thấy video này hay cùng like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nhá. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chiếc này là một chiếc này, chúng tôi có một chiếc kia nữa này, chiếc kia là hôm trước lên video cho bạn rồi này. Chiếc này này, chiếc này là hôm trước lên video này. Chiếc này thì hôm nay mới về và hôm nay mới vệ sinh này. Chiếc này về chất máy thì nhìn không được đẹp như chiếc kia. Đó, nhìn cảm giác không được đẹp bằng thôi, còn chất máy cũng ngon. Còn ví dụ nhìn ngoài ấy, các bạn nhìn đấy, nó hơi bị lở một tí thôi, một tí thì bị thôi. Chẳng qua là nhìn ngoại hình thôi. Còn chất máy nhìn cũng rất là đẹp luôn. Vỏ rất sơn, cam kết bạn zin 100% nhé. Rồi, nếu các bạn thấy video hay mong like, subscribe kênh, đăng ký và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của Điện Máy Vinh Sơn. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.